ไปกันซะchưa cạo nó xong thì phát vào nó be be bét cầm muốn dao nó phải chắc chắc mà nghiêng phải đúng rồi nghiêng mà đúng chuẩn rồi thì là cạo râu một đợt là trẻ lấy những chảy máu đi thì cứ đi ác như mà xưa chảy be bét mình giáp đấy luôn nhiều nói thế chứ thì ra nhiều khi quả cũng còn ra cạo râu ấy khó cắt tóc cạo râu cảm giác là sao có khách phê rồi cạo râu sát rồi.